Nếu chàng đã cố muốn đi tiếp cũng không ngăn trở nữa, bớt quá trở nên bảo trọng nhưng để an toàn hơn, bảo vật này chàng hãy cầm lấy để phòng thân. Nam Quân Uyển tự hồ nhìn ra hàng đập trong lòng đã quý nên cụ không có nói thêm gì nữa. Bàn tay xinh xắn vỗ vỗ túi trữ vật bên hông một cái lấy ra một cái khăn bằng lụa mỏng nhẹ nhàng đưa qua cho hàng lập. Đây là hàng lập từ chiếc khăn lụa cảm ứng được linh khí dị thường không khỏi tò mò hỏi. Đây là một loại cổ bảo vô danh vô tình có được trong một lần thiếp đi ra ngoài du ngoạn, sử dụng rất thuận tiện. Cơ hồ chỉ cần một ý niệm là có thể tự động bay lên phòng thân. Chàng đi lần này có khả năng tao ngộ nguy hiểm cho nên hãy mang theo trên người thì thiếp mới an tâm được một chút. Nam của Uyển giống như một người vợ dịu hiền ôm nhu giải thích. Hàng lập im lặng nhìn đôi mắt sáng của Nam Quân Uyển một hồi lâu cho đến khi hai gò má của nàng ửng đỏ mới là cười trôi chọc một tiếng, rồi tiếp lấy và cẩn thận thu giữ vật ấy. Nam Quốc Uyển thấy vậy trên mặt hiện ra một tia cười nhưng đột nhiên dường như nhớ tới cái gì. Đại từ cổ tay áo lấy ra một khối ngọt bội hồng quan lập lòe, đôi môi ngọt ngào kẻ nói, đây là ít hòa bội là một kiện tính vật mà Tiếp thường xuyên mang trên người. Tiếp mặc dù không thích vướng bận vào tục sự nhưng mà năm xưa cũng nhất thời cao hứng thu nhận vài đệ tử ký danh. Bọn họ mặc dù bái Tiếp làm sư phụ nhưng cũng không phải là đệ tử yểm huyệt tông. Hiện nay có hai người đang ở Điền Thiên Thành mở hai gian hàng. Nếu chẳng muốn có thêm nhân thủ thì đem vật này đưa cho bọn hắn, bọn hắn sẽ nghe theo sự phân phó của chàng. Nói xong lời này, Nam Cung Uyển thấp giọng nói ra tên của hai ba người. Hàng Lập trong lòng chưa lên một tia ấm áp, sau khi trên mặt hiện ra một tia nhu tình thì yên lặng ghi nhớ tên của những người kia. Từ vị được người khác quan tâm hình như đã lâu lắm rồi, hắn vẫn chưa được nếm trải. Bây giờ Hàng Lập đang ở phía trên bầu trời rống trải bên ngoài Điện Thiên Thành, chăm chú nhìn tòa thành lớn cách đó không xa, hắn im lặng không nói gì. Ngày đó sau khi hắn cùng Nam Cung Uyển chia tay thì lập tức bay nhanh về phía ngu quốc. Nhưng mà đi được nửa đường, hắn nghe được tin tức đại quân tu sĩ Phong Nguyên Quốc đang chính thức đại chiến tại biên giới của Ngu Quốc. Kết quả quân chủ lực cựu quốc Minh đại bại. Sau 3 trận chiến, 3 lần bại thì không thể không thiết hạ cấm chế đại trận mới miễn cưỡng phòng thủ được mấy chỗ trọng yếu. Cựu quốc Minh hiện nhiên ở vào thế hạ phong, hàng lập nghe vậy tự nhiên cho mày. Đáng tiếc không có ai biết tình hình cụ thể như thế nào, càng không biết là có nguyên nhân đại bại hắn chỉ có thể nhanh chóng bay đến nơi đó. Sau khi tiến vào ngu quốc, hắn mới từ trong miệng tu sĩ khác có được một chút tin tức cụ thể. Từ hồ là mỗi lan pháp sĩ không biết kiếm được số mang hoang cự thú ở đâu, tu sĩ cửu quốc minh ứng phó không được nên mới là liên tục thảm bại. Điều này làm cho hàng lập kinh hãi và vô cùng nghi ngờ, lập tức suốt đêm bay đến Điền Thiên Thành, Hiện tại, Điện Thiên Thành mặc dù đã triệt hồi cấm chế trên không trung nhưng lại mở ra đại bộ phận. Thượng nguyên diệt quan trận, bầu trời phía trên tòa thành tràn ngập những linh đồng quỷ dị như có như không. Xem ra, nhóm tu sĩ cửu quốc Minh đang tỏa trấn ở đây được thực sự tiến vào trạng thái chiến tranh. Hàng lập lặng lặng nhìn trong chốc lát, thân hình vỡ động hóa thành một đào thanh hồng thẳng hướng cửa thành bay đến. Tại cửa thành hiện ra tám cả tu sĩ canh giữ, ngoại trường một lão giả có tu vi kết đen thì những người còn lại đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhìn thấy hàng lập biến thành luồng thanh quan chói mắt hướng nơi này bay đến, lão giả có tu vi kết đen kia múa quá khỏi một phen, nhưng mà khi thần thức tùy ý quét qua đào thanh quan thì thần sắc lập tức đại biến. Hoàng nghênh tiền bối tới tham dự hội minh, xin hỏi tôn tính đại danh tiền bối, vẫn với theo chức trách phải mời lão khách đăng ký một chút. Lão giả giờ thanh quan thu lại sau khi mà trên đỉnh đầu hiện ra một bóng người lập tức cung kính tỳ lễ, hội minh hội minh gì hàng lập trong lòng vừa động nhìn lão giả liếc mắt một cái mà không chút thay đổi hỏi tiền bối không phải đến tham gia hội minh sao chẳng lẽ tiền bối là tán tu lão giả ngẩn ra có chút ngoài ý muốn nói không phải ta là tu sĩ thiên đạo minh hoàng lập thản nhiên nói bởi vì thế tiến công lần này cùng bộ lan nhờ quá hùng hạ nên cử quốc minh chúng ta rất khó có thể tự mình ngăn cản cho nên đã hướng tới các thế lực khác phát ra yêu cầu hội minh tiền bối nói là tu sĩ thiên đạo minh thì chỉ cần báo tính danh cũng không phải là có thể vào thành lão giả cẩn thận giải thích Lạc Vân Tông Hàng Lập lần lập sau khi ánh mắt chấp động nói ra tên như trong lòng mà có chút đề phòng. Xem ra lần này đến đây lại đơn giản như vậy, tự hồ không giống như hắn tưởng tượng. Lão giả vừa nghe Hàng Lập nói ra tên, ngay cả một chút ý tứ, nghiệm chứng của không có, vội và nghiêng người làm bộ cung kính đưa tiện Hàng Lập vào thành. Hàng Lập gật đầu, hai người hạ xuống từ không trung, bình tĩnh tiến vào trong thành. Trên các đường phố trong điện thiên thành số lượng tu sĩ so với lúc bắt đầu giao hội thì là hiện như thư thớt hơn rất nhiều, hơn nữa mỗi người đều mang một vẻ lo lắng xem ra tin tức sơ chiến bất lợi sớm đã lan truyền hàng lập thần sắc như thường hướng về phía lâu cát mình đã ở trước kia đi tới nếu móng người một vái linh chưa rời đi thì hẳn là đang trụ lại đó mới đúng sau đó không lâu hàng lập đứng bên ngoài lâu cát dùng thần thức cảm ứng khí tức bên trong một luồng linh khí yếu nhược dao động ở tầng hai của lâu cát một phái linh quả nhiên đang ở bên trong hàng lập sau khi mỉm cười lặng lẽ không tiếng động, mở ra cấm chế đi vào bên trong Công tử, người rút cuộc cũng đã trở về rồi khi một vái linh mở to đôi mắt đẹp ra. Nhìn thấy Hàng Lập đang ở trước mặt thì không khỏi vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên. Người cùng đội sư huynh không rời đi theo như ước hẹn thì sao ta có thể không trở lại được. Hàng Lập thở dài có chút bất đắc dĩ nói nhưng sau khi nhìn một vái linh vài lần thì hắn cười rộ lên. Tuy nhiên, ta thật đúng là không nghĩ tới, trong lúc ở đây, người đột phá bình cảnh tiến vào trúc cơ hậu kỳ thật đúng là chuyện đáng mừng. Nửa tháng trước tiếp may mắn đột phá, điều này cũng là nhờ võ đăng dược của công tử, nếu không phải linh phôi luận như thế nào, cũng không thể trong thời gian ngắn như thế. Tiến vào trúc cơ hậu kỳ được, một phái linh cũng hương phấn dị thường, trong khi nói chuyện dùng nha càng thêm kiều diễm quyến rũ. Hàng lập tâm thần nhất thời rung động nhưng hắn sờ sờ mũi rồi phục hồi lại tâm cảnh như thường. Ngươi cùng được sư huynh chưa trời nơi này đi, có phải là do nguyên nhân từ hội lan pháp sĩ hay không? Hoàng Lập như có như không tùy ý hỏi. Công tử đoán đúng rồi, thiếu cùng với lượng tiền bối đứa xác vốn định chờ giao dịch hồi xong thì trở về. Nhưng mà nào ngờ... Dịch giao hội đến đoạn cuối cùng lại lại truyền đến tin tức pháp sĩ xâm lấn. Lựa tiền bối thân là thiên đạo minh nguyên anh tu sĩ tại Điện Thiên Thành, không thể không lưu lại cùng các thế lực khác thương nghị đối sách, thiệp thân cũng phải lưu lại. Mộ phái linh cắn môi hồng cẩn thận nói. Nói như thế đích xác là không thể trách các ngươi được. Bất quá lựa sư huynh hắn hôm nay đang. Hàng lập sau khi tiếp tục cho hỏi thì đột nhiên nét mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc tạm ngừng lại. Mộ phái linh ngẩn ra không rõ ý hàng lập thì đột nhiên bên ngoài cấm chế truyền đến thanh âm của nam tử tuổi còn trẻ. Mộ đạo hữu, tại hạ bạch thư quân xin mời mộ đạo hữu đi ra gặp mặt. Người kia là ai? Người mới quen gần đây sao? Thần thức của Hàng Lập phóng ra ngoài, đã qua một chút, phát hiện ra là một kẻ thanh niên kết đăng kỳ. Tướng mạo nho nhã đang đứng ở ngoài cấm chế, đang ngẩn mặt lên nhìn là trên lầu, có chút đâm chiều nói. Mộ phái linh trong lúc nghe thanh âm của nam tử, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đi một chút lúc này nghe hàng lập hỏi vội vàng mở miệng giải thích công tử đừng hiểu lầm người này là môn hà đệ tử của một vị trưởng lão thiên cực môn lúc trước trong lúc ngẫu nhiên nhìn thấy tiếp sau đó gã vẫn dây chưa không dứt thiếp đã nói mình là thị thiếp của công tử nhưng người này vẫn theo đuổi không bỏ ta cũng nên đuổi hắn đi có sự tình như vậy à liệu sư huynh có biết không hàng lập nhíu mày thân sắc không thay đổi hỏi thiếp cũng nói qua với cổ tiền bối việc này nhưng lữ tiền bối tự hồ cũng là biết vị trần lão thiên cực môn kia hơn nữa còn có chút là phải cố kỵ bảo thiếp tạm thời phải giả vờ ứng phó với hắn hết thảy phải chờ công tử trở về rồi mới nói một vài linh thế hàng lập cũng không có tức giận trong lòng âm thầm thở vào một hơi trả lời Ồ, oh, thiên cực môn không phải là một trong tứ phái chính đạo minh hay sao? Trách không được, lượng sư huynh là cẩn thận như thế. Bất quá một vị tu sĩ kích đăng kỳ nho nhỏ mà cũng dám làm càng như thế. Lã càng tự hồ hơi lớn một chút. Người thao ta đi một chuyến, xem vị tiểu bối này rốt cuộc là có dụng ý gì. Hàng lập sau khi im lặng một chút thì đột nhiên cười lành và nói. Tôn mệnh công tử. Một phái lên sau khi ngẩn ra thì cung kính đáp. Hàng lập lúc này không nói gì nữa đi ra cửa phòng hướng xuống dưới lầu đi đến. Một phái lên theo sát sau đó. Bộ đào hữu, người cuối cùng Yeah, tiền bối là Thấy trong lầu cá có người đi ra, người tự xưng là Bạch Thư Quân Huyên rằng tưởng rằng đó là nữ tượng ngưỡng mộ trong lòng của hắn, nhưng vừa thấy Hàng Lập thì đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp theo nhìn ra Hàng Lập tu vi sao không lường được, thì lập tức thần sắc biến đổi âm cần hỏi thăm. Mà lúc này, mộ phái linh cũng từ phía sau Hàng Lập đi ra, nghiêm cận đứng một bên Hàng Lập. Thanh niên họ Bạch nhìn thấy cảnh này có chút hiểu ra thần sắc biến đổi liên tục. Người là đệ tử thiên cực môn, Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, nhìn thanh niên thanh âm không khách khí hỏi. Không sai, vạn bối là môn hạ của thiên cực, môn lão tổ trưởng. Tiền bối chẳng thể là hàng tiền bối, bạch thư quân cùng là thật có chút không là tầm thường. Cho dù đối mặt với tu sĩ Nguyễn Anh kỳ, kỳ như hàng lập trên mặt vùng chỉ thoáng qua vẻ hoảng sợ tiếp theo, theo đúng lễ số hỏi, nói người rốt cuộc có ý tứ gì tại sao lại dây dưa với thị thiếp của ta không buông tha chuyện này không cần suy nghĩ cũng biết hẳn là có mục đích khác hàn lập thanh âm lạnh lùng nói làm một phái linh nghe nói thế thì trinh ngọc dung lộ ra một tia ngạc nhiên vẫn bối thật là sáng suốt kỳ thật là gia sư muốn gặp mặt tiền bối nhưng lại lâu quá không thấy tin tức của hàng tiền bối nên bên sai vạn bối làm như thế bớt quá tài hạ cũng thật là tâm thích mùa đào hữu tiền bối nếu đồng ý thành toàn cho đạo hữu vạn bối nhất định là vô cùng cảm kích Thanh niên họ bà sau khi cười cười nhẹ nhàng nói, cảm kích vô cùng. Ta cần người cảm kích làm gì, Còn nên nằm mơ giữa ban ngày, hàng mộ không có thói quen, nhưng thì thiếp cho người ta. Nhưng mà thật ra ta và thiên cực môn các người chưa từng gặp gỡ qua, vì sao phải tìm ta? Hàng lập mắt khép hờ, hờ hững nhìn một bên, như có như không một cái, rồi ngay lúc đó cười quỷ dị, đồng thời trên người phóng xuất ra linh áp trùng kinh thiên. Người thanh niên họ bà sắc mặt đại biến, bịch bịch lùi lại phía sau mấy bước, tiếp theo hai vai trầm xuống giống như thái sật áp đỉnh, hai chân mềm nhũng đang muốn trực tiếp quỳ xuống. Hắn trong lòng kinh hãi với văn muốn kháng cự nhưng thân thể sau khi rung rẩy vài cái thì quý gặp xuống. Nghe lúc tưởng như phải quỳ xuống thì đột nhiên một đạo bạch ảnh từ một bên bỗng như xuất hiện sau đó chợt lóe lên đến trước mặt của thanh niên họ bạch, đem một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai. Nhất thời bà thư quân cảm thấy là áp lực vừa giảm đi một chút sau đó hắn đã đứng lên. Đây là một bạch lão già tóc xám trắng. Từ mi thiện một ngũ quan đoan chính, đối với việc hàng lập chăm chú nhìn kỳ hắn thì đồng thời lão giả cũng hiểm cười nhìn hàng lập nói. Hàng đạo hữu chứ tức giận, kỳ thực chuyện này là do lão phu sai tiểu đồ làm như thế. Nếu không thì tại hạ cũng không có cách nào gặp được đạo hữu. Các hạ xưng hôi như thế nào vì sao phải gặp tại hạ? Hạng mộ nếu nhớ không làm thì dường như đây là lần đầu tiên tại hạ tiếp xúc của quý môn. Đối với các hạ ta lại càng chưa bao giờ gặp qua. Vừa thấy bạch bào lão giả dạ hiện thân lên áp trên người hàng lập, nhất thời là tán đi. Đồng thời tận sắc trong nháy mắt khôi phục như thường, phản phức chuyện mới vừa rồi hết tại chưa từng phát sinh. Ha <laughs> ha, lão phu là lỗ vẻ anh, chức vị là trưởng lão thiên cực ngôn. Về phần nguyên nhân muốn gặp đạo hữu thì không tiền nói ở chỗ này. Nếu đạo hữu muốn biết căn do thì là đêm nay đến gặp mặt, đến lúc đó hàng đạo hữu tự nhiên sẽ biết tình hình cụ thể. Về đội trưởng đạo này không tức giận chút nào, tay dương lên sau đó là theo khối lục sắt ngọc giản sớm chuẩn bị bay phục đến. Hà lập mà không lộ vì gì, vẽ khung tay áo, một mảnh thanh hạ bay ra đem ngọc giản thu vào trong tay áo. Tần thức hướng tới vật trong tay áo đảo qua đến xác bên trong có một địa chỉ. Hà Lập không có nhìn kỹ, đang muốn gọn đầu nói thì lão giả thiên cực môn đã trực tiếp hai tay ôm quyền rồi mang theo thanh niên họ bạch phiêu nhiên bay đi. Hắn còn mày, đối phương thần bí như thế tự hồ là biết chút ít về mình nhưng lại hiểu làm cái gì đó. Văn Phúc nghĩ rằng hắn đã tiến vào Điện Thiên Thành một thời gian trước đó nhưng mà hoàn toàn cố ý là ẩn thân không lộ diện. Hàng lập sờ sờ cầm nhất thời cũng không có chút nghĩ ra là cho nên cũng không có ra tay chặn lại. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì mang theo một vải linh ngay trên lầu cát. Cổ sư huynh hiện đang ở nơi nào? Hàng lập vừa tiến vào trong đầu cát đã bình tĩnh hỏi chuyện vừa mới rồi tự hồ hắn không để trong lòng chút nào. Nghe nói chiến sự phía trước ngày càng nghiêm trọng, lựa tiền bố đi gặp bọn họ thương lượng đối sách. Thương lượng đối sách ở nơi nào? Hàng Lập có chút hứng thú hỏi. Nghe trong nghị sự đại điện của Điện Thiên Thành, nghe nói chỉ cần tu sĩ có tu vi đến Nguyên Anh Kỳ, thì các thế lực lớn đều có thể tham gia. Còn tự chẳng lẽ muốn đi xem, một phái linh nhẹ giọng nói. Nghị sự đại điện, Hàng Lập lẩm bẩm nói, nhưng mà trong đầu này hiện ra điện phủ rất lớn nằm ở giữa Điện Thiên Thành. Ở đó có tầng tầng cấm chế thì hẳn là nghị sự đại điện. Được rồi, ta cũng đang muốn tìm hiểu tình huống của mấy tên pháp sĩ. Trước tiên đi vào trong đó xem một chút. Người ở chỗ này đợi không nên tùy tiện đi ra ngoài. Hàng lập trong lòng sớm đã định kể. Sau khi biết vị luật sư huynh kia đang ở nơi nào thì dặn dò nữ tử này phải câu rồi rời đi. Vị nghị sự đại điện được tu kiến tại chính giữa thành tại trên một cái đài thật lớn và ca nên vô cùng bắt mắt. Nhưng ngoại trừ đại sự có liên quan sanh tử tồn vong của cựu quốc minh thì kiến trúc này có ý nghĩa tượng trưng rất ít người đến. Nhưng cách đây hơn trăm năm sau khi tin tức người Mộ Lan một lần nữa xâm lược truyền đến là cao tầng cử quốc minh không chút do dự mở ra đại điện triệu tập các thế lực tu sĩ khác để cùng nhau nghị sự. Dù sau lúc này đây, đám pháp sĩ đã đang hung hăng đánh tới, từ hồ nếu chỉ dựa vào cửu quốc binh thì rất là khó ngăn cản. Hàng lập khi mà đến trước nghị sự đại điện thì thủ vệ gác cửa nhìn ra tu vi của hắn nên cùng hỏi chính tính danh rồi lập tức hướng vào bên trong thông báo một tiếng. Hàng lập rất nhanh chóng được cho phép tiến vào, sau đó đi vào đại điện với sự cung kính của cả tu sĩ canh giữ. Tại trong nghị sự đại địa, số lượng nguyên anh kỳ tu sĩ không nhiều, chỉ có khoảng là mười mấy người, ít hơn xa so với tưởng tượng của Hàng Lập. Bớt quá, hắn suy nghĩ thoáng qua thì cũng rất rõ ràng. Mặc dù trong địa thiên thành này tụ tập đông đã nguyên anh tu sĩ, nhưng đại bộ phận thuộc về vai thế lực lớn, tự nhiên cũng không cần đến đây. Chỉ cần phái vài tên đại biểu đến dự là được rồi. Vị lữ sư huynh kia đang ăn vị trên một cái ghế ở bên trái mỉm cười nhìn hắn. Ngoài ra hắn cũng nhận ra một vị khác đó là Hỏa Long Đồng Tử. Về phần người khác, ngoại trừ một vị hoàng bào lão giả ra thì những người khác đều là xa lạ. Mà hàng lập sau khi nhìn hoàng bào lão giả thì trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Lão già này đúng là lệnh hồ lão giả ngày xưa cùng Hoàng Phong Cốc. Lệnh hồ lão tổ khi nhìn hàng lập thì thần sắc như thường, không lộ ra một tia khác thường nào, không biết là không có nhận ra một tên đệ tử trúc cơ kỳ nhỏ nhoi ngày xưa, hay là tâm cơ quá thâm trầm nên không có để lộ ra nét khỉ nộ. Hàng lập xoay chuyển ánh mắt, trường mấy người này ra thì ngồi tại vị trí chính giữa lông đại điện, có một lão giả mặt ngâm đen cùng một mỹ phụ xinh đẹp, phong thái ung dung, ăn mặc xa hoa. Hàng lập sau khi thần thức dò xét hai người một chút thì trong lòng rùng mình. Hai người này đều có tu viên của anh Trung Kỳ, hẳn là người chủ sự tại cửu quốc minh. Ngay lúc Hoàng Lập nhìn chúng tu sĩ trong điện thì đồng thời các tu sĩ trong điện khác cũng là đồng dạng đánh giá lên tên thanh niên đang tiến vào trong điện. Đại bộ phận hiển nhiên đối với dung mạo cùng tuổi tác của Hoàng Lập thì cảm giác kinh ngạc dù sao công pháp. Có thể vĩnh viễn trú nhan thích hợp cho nam tu sĩ đích xác không thấy nhiều lắm. Hạ sư đệ, người rút cuộc đã đến, nhập hội đi. Chúng ta đang cùng đám người ngô tông chủ thương lượng chuyện người mộ lan. Lữ tu sĩ mỉm cười nói, hỏa long đồng tử một bên cùng lộ vẻ tươi cười thân thiện gật đầu. Hàng lập bình thản cười cười hướng tới các tu sĩ khác trong điện chắp tay một cái rồi an vị tại một chiếc ghế gỗ bên tu sĩ họ lữ. Vị này chính là lạc vân tông hàng đạo hữu sao? Tài hạ là bối diệp tông ngô bằng. Tài hạ từ hữu huynh biết được đạo hữu trong vòng hơn 200 năm đã tiến vào nguyên anh kỳ. Đúng là kỳ tài của thiên nam tu sĩ chúng ta, nói không chừng thật sự có hy vọng thành đại đạo. Tu sĩ mặt ngâm đen, Chờ Hàng Lập ngồi xong thì là nhìn Hàng Lập cười nói. Mặc dù Hàng Lập bây giờ tu vi còn thấp nhất nhưng nói về tiềm lực thì không ai dám kinh thị. Ngô Tông chưa khách khí rồi, tại hạ chỉ là nhờ may mắn nên mới tiến vào Nguyên Anh Kỳ, nào dám đàm luận cái gì đạt thành đại đạo. Bối Diệp Tông cùng với Hóa Ý Môn là hai đà phái hoàng đầu của cửu quốc minh. Hàng Lập không dám làm cao, khách khí khiêm tốn nói vài câu. Bước quá nói xong lời này, ánh mắt Hàng Lập đồng thời đã qua trung niên Mỹ phụ bên cạnh lão giả. Nếu lão giả mặc đen này là bối diệp tông tông chủ thì vị Mỹ phụ này chín phần 10 là tu sĩ hóa ý môn. Quả nhiên Hàng Lập trong lòng vừa mới nhận định tiền ngô bằng sau khi ho nhẹ một tiếng nói vị này chính là hóa ý Môn thích phu nhân đang cùng viên ngô mộ tạm thời phụ trách sự vụ tại cửu quốc minh. Các vị đại hữu này là lão giả đem các vị tư sĩ khác trong điện nhất nhất giới thiệu với Hàng Lập. Khi giới thiệu đến là Hoàng Phong Cốc lệnh hồ lão tổ thì vị lão tổ này mặc không chút thay đổi đáp lại, sắc mặt chẳng có vẻ gì đặc thù. Hàng Lập trong lòng khẽ động nhưng đồng giả sắc mặt như thường chỉ gật đầu một cái mà thôi. Sau khi giới thiệu hết mọi người, ngô bằng mới nghiêm sắc mặt nói, Hàng đạo hữu tới rất đúng, đúng lúc chúng ta đang thương lượng đến việc việc là thế công của pháp sĩ lần này mạnh. Thật khác xa so với dữ liệu ban đầu, tin tức truyền về đám người dư trường lão lại vừa rồi đại bại một trận. Thậm chí còn có hai cấm chế đại trận bị đối phương sử dụng cự thú mạnh mẽ phá tan. Chúng ta chết mất không ít tu sĩ, thậm chí ám mãnh tông hoàng đạo hữu còn tử trận trong trận này. Từ khi những pháp sĩ khai chiến đến nay là một vị người anh kỳ đồng đào thứ hai chết trận, có thể thấy được lần này người mộ là hung hãn thế nào, bộ minh cấp thiết đề nghị là chưa vị đồng đạo hiệp trợ một chút nghe ngôn ngữ thận trọng của vị bối thiệp tông này vẻ mặt tươi cười của chúng tu sĩ toàn bộ thu liếm lại một tia khí thức cương trọng lập tức lan khắp lại đại điện Ngô Tông Chủ, việc này chúng ta cũng thu được ít tin tức. Chừa ra tại tiền phương cùng với pháp sĩ đại chiến cũng có đệ tử của các phái trong quý minh hay phiên nhau. Nhưng chuyện mở phong đạo hữu tử trận cụ thể như thế nào thì ta cũng không rõ ràng lắm. Ngô Huynh có thể kể lại chi tiết hơn một chút. Phải biết rằng trong thời gian ngắn như thế, liên tiếp tổn hai mất hay vị nguyên anh tu sĩ thật sự có chút khó tin. Chẳng lẽ đối phương sớm xuất đồng nhiều cao gia pháp sĩ như thế? Một vị lục bà lão già dạ âm trầm nói tành âm có chút khàn khàn. Hà Lập sau khi nghe thì nhìn người này vài lần mới vừa rồi nghe Tông Bằng giới thiệu TV này chính là ma đào ngựa lên Tông Trường Lão. Không biết cùng Hiệu Ngọc và hàm Vân chỉ có quan hệ gì nữa. Đối phương có xúc động cao giải pháp sĩ hay không thì ta thật không có thu được tin tức này. Nhưng là lúc Phong Đào Hữu hy sinh thì vẫn là lấy một chạy một đối với đối phương cụ không có bị vây công. Cô bà nghe được lời của lục bào lão giả thì mặt mang vẻ của quái nói không có khả năng. Cho dù đối mặt với pháp sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ thì nếu bị thua thì vẫn có thể bỏ chạy được. Chẳng lẽ người ra tay chính là thần sư cùng bộ lăng nhân? Lục bào lão giả nghe vậy bỗng nhiên cả kinh nói. Không phải chỉ là pháp sĩ hay cả Nguyễn anh sơ kỳ mà thôi, nhưng mà hai người này ra tay có chút cổ quái chẳng những mờ linh thuộc uy lực vô cùng lớn, hơn xa pháp sĩ đồng giai, hơn nữa sử dụng một loại bảo vật cực kỳ cổ quái. Hay vì đạo hữu sau khi đại bại, Nguyên Anh mới vừa rồi xuất kiếu đã bị đối phương dùng bảo vật này vây khốn, thậm chí không có biết cách nào sử dụng thần thông thuấn di nên là vẫn lạc. Ngô Bằng từ hồi sớm đoán được sẽ có người hỏi việc này nên thở dài một hơi rồi mới nói. Nguyên Anh không cách nào thuống gì, không biết là bảo vật gì, là của bảo hay là pháp bảo. Một người sau khi nghe lời ấy thì hít một ngụm khí lạnh có chút không tin khẽ nổi. Kể cả hàng lập ở bên trong cùng những người khác em phải cũng biến sắc. Phải biết rằng Nguyễn Anh tu sĩ sợ dĩ rất khó chết vì sau khi Nguyên Anh xuất khiếu thì có thể tuy triển thần thông thuống chi để trốn thoát, hôm nay lại xuất hiện thần thông bảo vật có thể khắc chế điểm này. Sao có thể không làm cho các tu sĩ liên quan không kinh hãi được? Cụ thể là loại bảo vật gì các đệ tử của bộ minh ở tiền phương cũng không rõ ràng lắm. Chỉ nói là hai người nọ dương tay thì có một đạo hắc hồng quang đến vô ảnh đi vô tung, rất khó lòng phòng bị hơn nữa. Ngô Bằng trầm ngâm một chút có vẻ do dự. Ngô Tông Chủ, sự tình cho tới bây giờ còn có cái gì không thể nói rõ nữa. Lục bào đạo giả thấy vậy thì mặc lộ vẻ không hài lòng. Ngô Huỳnh không phải là không tiện nói rõ mà là cảm giác được có chút khó tin cho nên mới bà, bà ấp Việc này để thiếp thâu nói dùm vậy, hóa ý tông thích phu nhân nhuệ miệng cười đột như thay ngũ bằng giải vây. Hai người đều thuộc cửu quốc Minh Tông Môn, nàng tự nhiên phải giúp phe mình. Hà Lập nghe nói đến việc này thì lòng hiếu kỳ nổi lên. Những người khác trong địa cũng đều giống hắn, vẫn khởi tinh thần nhìn chăm chú vào thích phu nhân. Chuyện là như thế này, một số đệ tử ở tiền phương đang xem cuộc chiến phát hiện. Hai cả pháp sĩ Nguyễn Anh Kỳ nọ có tướng mạo vô cùng cổ quái, tự hồ là trực tiếp hấp thụ linh hồn người chết. Hơn nữa vô luật pháp sĩ hay là tu sĩ đều không buông tha cho nên là ngô tông chủ có chút hoài nghi hai người họ không thuộc nhân loại mà là loại yêu dị biến thành. Nhưng mà trên người bọn chúng lại không có quỷ khí xuất kỳ rõ ràng cho nên đám đệ tử này cũng không có cách nào phán đoán chuẩn xác. Lại nói tiếp, trong đám pháp sĩ lần này đột nhiên có vài con mang hoang cựu thú lợi hại dị thường, chắc hẳn có liên quan đến đám pháp sĩ lạ mặt kia. Bởi vậy, chúng ta hoài nghi mộ lăng nhân cấu kết với tế lực khác, cho nên lần này mới có thể xâm chiếm tiền nam chúng ta với quy mô lớn như thế. Thích phu nhân khẽ thở dài một hơi nói. Dị loại, ý phu nhân là yêu thú kia có thể hóa hình. Vừa nghe thích phu nhân nói, tất cả tu sĩ trong địa đều thất kinh, lúc này lệnh hồ lão tổ trầm giọng nói. Cho vậy, bất quá cho dù không phải yêu thú thì cũng là pháp sĩ tu luyện yêu của chỉ đạo. Nếu như vậy thì ta tình nguyện đụng độ với yêu thú còn hơn, nếu không thì càng phiền toái, ngô bằng sắc mặt âm trầm nói. Tin tức này, ngô tông chủ có được lúc nào, hàng là vốn vẫn trầm mà không nói gì, thân sắc vừa động chạm rẽ hỏi. Tin tức này truyền về cùng với chiến báo lần trước, hàng đạo hữu hỏi như vậy là có dụng ý gì, ngô bằng giật mình ngẩn ra, kẻ vút râu có chút kỳ quái. Không có gì thầy hạ thấy rằng là mặc kệ đám đệ tử xa lạ kia là người hay là yêu. Nhưng mà nếu đã không chút kiên nể ra tay sớm như thế thì chắc chắn bọn họ không sợ hãi chúng ta. Hiểu rõ. Thân phận, xem ra mộ Lan nhân sẽ không muốn kéo dài cuộc chiến giống như trước. Hơn nữa, phân nữ sẽ đánh nhanh, đánh mạnh. Tìm thu sự chủ lực của chúng ta để phân định thắng bại sớm. Vậy chẳng lẽ mộ lan thả huy xảy ra biến cố lớn hay sao? Hà lập tay vuốt cầm có chút đầm chiều nói vừa nghe hàng lập phân tích ngô bằng cùng với thích phu nhân sắc mặt đại biến kiếp sợ liếc mắt nhìn nhau một cái các tu sĩ khác đồng chạy trong lòng trầm xuống ý tứ của hàng lập tất nhiên là đám lão quái vật rất rõ ràng trước kia mỗi lan nhân xâm lấn nhiều lần mỗi lần đều kéo dài cuộc chiến trên cơ bản mỗi lần đều đại chiến ngắn thì khoảng một năm dài hơn thì khoảng là hơn 10 năm vô luận tu sĩ cửu quốc minh hay là mỗi lan pháp sĩ song phương cũng cực lực tránh cho chủ lực hai bên phải quyết chiến bởi vì làm như thế mà nói thì nếu không phải là một phương hoàn toàn bị chì kiệu thì song phương cùng hưởng bãi câu thương mà trên cơ bản thì khả năng sẽ dễ xảy ra hơn. Thiên Nam tu sĩ cùng Mộ Lăng pháp sĩ đều không thể tiếp nhận được việc hao tổ nguyên khí trầm trọng như thế. Đặc biệt Mộ Lăng nhân là do Đông đạo bộ lạc hợp thành, Thiên Nam tu sĩ cũng là do các tông phái lớn nhỏ liên thủ, song phương đều không thể thực sự đồng tâm đồng lòng. Nhưng hiện nay Mộ Lăng nhân khí tế hung hãn như thế đích xác là khác hẳn với những lần xâm lấn trước. Hơn nữa mang hoa cửu thú cùng quỷ chỉ pháp sĩ xuất hiện chính như thế nào thì hình như đều là do Mộ Lăng nhân có biến cố. Hàng Huynh nói rất có lý, xem ra mộ lan nhân đích xác có chút không bình thường. Chúng ta không thể sơ xuất được, tất cả các tông môn ở Thiên Nam phải tổng cộng là viên môn đồ. Lập tức phải nhóm viện quân thứ hai tới, nếu không vàng nhất bị mộ lan nhân kích phá. Như vậy thì không biết, hy vọng mấy vị đồng đạo sau khi trở về hướng tới các tông môn nói rõ việc này nhất định phải nhanh chóng hành động chỉ bằng vài lực lượng của quốc minh thì không thể chống đỡ được bao lâu sau một hồi lâu ngô bằng kỳ khủng một tiếng trầm giọng nói tuy lời của hoàng đã hữu rất có khả năng xảy ra nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi cho nên ngoại trường nguyên anh kỳ đồng đạo thì chưa vị tạm thời chữ bí mật chuyện hôm nay để tránh cho mọi việc trở nên là hỗn loạn chẳng qua nếu mộ lan nhân thực sự là muốn đại chiến với chúng ta một trận khẳng định thần sư nhân vật cao cấp nhất của bọn họ cũng sẽ ra tay người như này không phải là tu sĩ mưu anh kỳ như chúng ta có khả năng đối phó. Xem ra ta phải thông tri cho trưởng lão nguyễn vô nhai xem thử xem là tam đại đạo sĩ có thể cùng tề từ để đối phó việc này hay không. Sau một hồi cân nhắc, thích vua nhân cũng mở miễn đề nghị thích phu nhân nói rất có lý việc này không nên chậm trễ sau khi mà ta trở về lập tức truyền tin cho môn phái một lão giả có bộ mặt khô gầy gật đầu tỏ vẻ đồng ý các tu sĩ khác cũng biết sự tình trọng đại nên là cũng không có ý kiến cực đầu đồng ý. Kế tiếp, mọi người là thảo luận tiếp một số chi tiết liên quan đến quyết định phái ra một nhóm viện binh để trì hoãn tốc độ tiến quân cùng mỗi lăng nhân và cấp cho các thế lực thiên nam đủ thời gian để chuẩn bị nhân thủ. Cuối cùng, hội nghị kết thúc và mọi người bắt đầu vội vã rời đi. Hàng lập cùng với lữ tu sĩ và hỏa long đồng tự sánh vai bước ra, nhưng mà vừa mới ra khỏi đại môn thì điện chủ bỗng nhiên là thần sắc của hắn khẽ động nhớ mày lại. Sao vậy, sư đã có việc gì à? Lữ tu sĩ quay đầu thấy vẻ mặt hàng lập như vậy không phải có chút kịch ngạc hỏi. Không có gì, có một vị cố nhân muốn gặp mặt để phải đi ứng đối một chút. Sư Huynh cùng với Lâm Huynh đi trước, tiểu đệ sẽ nhanh chóng trở về thôi. Hai hạng lông mày của hàng lập câu lại nhưng lập tức làm như không có chuyện gì trả lời. Ừm, hạ sư để cứ tự nhiên huynh đi về trước để thông báo cho các tông đạo thiên đạo minh về chuyện thương nghị lần này sau đó đem tin tức truyền cho sư huynh xem xem các phái thuộc thiên đạo minh chúng ta cuối cùng xử lý việc này như thế nào lữ thư sĩ gật gật đầu cười nói hỏa long đồng tự khóe miệng nhếch lên vẻ mặt lộ ra nét cười hì hì Hàn Lập thấy vậy chắp tay chào rồi chậm rãi bước đi theo một hướng khác. Nhìn tuy chậm nhưng cực nhanh thân ảnh của hắn dần dần biến mất. Lữ tu sĩ sau khi đi ra khỏi đại môn thì dừng bước lập tức liếc mắt nhìn về phương hướng mà hàng Lập biến mất. Sao vậy, Lữ huynh có gì lo lắng à? Hỏa Long Đồng tự đi bên cạnh chứng kiến cảnh này cười hỏi, lo lắng có gì phải lo lắng chứ? Lữ tu sĩ trong lòng kẻ động nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không có gì hỏi lại. Tại hạ không nói thì lữ sư huynh cũng có thể đoán được. Vì hàng đạo hữu này trước đây xuất thân từ hòa phong cốc mà lệnh hồ lão hồ cũng rất quý sư huynh giống nhau. Đều sắp đến đại hạn, bây giờ Hòa Phong cốc trừ lệnh hồ lão quái ra thì chẳng có vị tu sĩ Nguyễn Anh Kỳ nào khác cả. Chỉ sợ trong lòng lão ta cũng nóng như lửa đốt, dù sao nếu là tiểu tông phái thì cũng không sao cả. Nhưng Hòa Phong cốc là một đại môn phái, nếu không có tu sĩ Nguyễn Anh Kỳ tỏa trấn, đừng nói đến việc cường dậy. Không chừng có xuất hiện họa diệt môn, mới vừa rồi rõ ràng có người truyền âm khẩn cấp cho hàng đạo hữu. Nếu không phải lệnh hồ lão quái mới là lạ, hỏa lòng đồng tử biểu môi nói. Làm Huỳnh làm sao biết được xuất thân của Hà Sư Đệ vậy? Tại hạ nhớ hình như là chưa bao giờ đề cập đến việc này với Lâm Sư Huynh mà. Lữ tu sĩ không có trực tiếp trả lời, ngược lại trầm ngâm một chút rồi hỏi ngược lại. Điều đó cần nhiều liệu huynh nói cho biết, Quy tông đột như xuất hiện vị trưởng lão cao thủ trẻ tuổi như thế của kim môn chúng ta. Tự nhiên phải điều tra một phen và lại chuyện này không có gì là bí mật cả. Chỉ điều tra một chút là ra thôi, hỏa long đồng tự cũng không có dấu chiếm, tạm nhiên đáp. Tư sĩ hỏi lửa nghe là hỏa long đồng tử nói như thế, không biết là nói sao cho thích hợp. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu lia lịa nói, hàng sư để đi gặp người xưa cũng không có phải là chuyện gì kỳ quái cả. Thiết nghĩ nếu lúc đầu đời ấy đã muốn quay về hòa Phong Cốc thì sớm đã ra đi rồi, cần gì và để đến ngày hôm nay. Nói thế cũng không sai nhưng lệnh hồ lao quái kia cực kỳ giả hoạt. Nếu đã dám mời hàng đạo hữu đi thì tự nhiên phải nắm chắc một số thứ có thể đã đồng đến hàng đạo hữu mới đúng. Hỏa Long đồng tử không cho là đúng quay sang nói. Lão tu sĩ trầm ngâm cả nửa ngày trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ âu lo, thở dài một tiếng. Mọi chuyện đều tùy duyên vậy, nếu hai sư đệ chịu quay về Hoàng Phong Cốc, ta cùng với sư huynh có thể trói chân đệ ấy, không cho quay về hay sao? lão tu sĩ cười khổ nói. Hà Lập đi trên một con đường nhỏ vắng người, không ngờ quan sát đánh giá hai bên, đột nhiên ánh mắt hắn dừng lại ở một tòa lầu cá có hai tầng. Tòa lầu này không tính là cao, chỉ chừng là sáu bảy trường, ở trước có một cái bì nhỏ treo trước cửa viết duy nhất một chữ trà thật to. Đây xác là một quán trà, Mở ở phía ngoài tòa là có hai gã tu sĩ rất cơ kỳ mặc áo vàng đang nhìn về phía hàng lập hàng lập mỉm cười bước qua ra mắt hàng tiền bối sư tổ đang ở bên trong đợi tiền bối hai người vừa thấy hàng lập thì cung kính biết rồi hàng lập gật gật đầu bất động thanh sắc đi vào gian chính của tòa nhà từ hồ không có một bóng người hàng lập do dự một chút rồi bước lên tầng hai vừa rồi lên tới tầng hai hàng lập liền chạm mặt vào ngực người dáng vẻ cực kỳ lãnh tĩnh đang ngồi một mình thân bận áo hoàng bào sắc mặt vàng vọt đúng là vì lệnh hồ lão tổ vừa mới chia tay ở đại điện Lão giờ phút này ngồi ngay ngắn kế bên bàn của bác tiên ở giữa tầng 2. Trên tay bưng một bát trà xanh đang từ từ thưởng thức, hàng lập ánh mắt chấp động vài cái, không chần chờ đi tới vài bước tiến lên trước mặt của lệnh hồ đạo tổ, ngồi xuống không nói một một tiếng nào, trước mặt cũng đã có một chén trà xanh được chuẩn bị từ sớm. Lệnh hồ lão tổ không nói gì thêm, tay phớt nhẹ một cái, ấm trà trên bàn nhẹ nhàng phiêu phụ bay lên, nhẹ nhàng rót vào chén trà trước mặt của Hàng Lập. Sau đó ấm trà lại tự động bay trở lại bàn linh trà tự chế của quán này cũng không tệ trước tiên hãy nhấm nháp một chút đã lệnh hồ lão tổ hiếp mắt nhìn hàng lập chậm rãi nói hàng lập cười cười không chút phản đối cầm lấy chén trà trước mặt sau đó nhìn nhìn trà ở trong màu xanh quả thật là không tệ so với linh trà bình thường thật sự cao hơn một bậc hàng lập nhấp môi bình phẩm thờ sắc không đổi nói <laughs> xem ra hàng đạo hữu cũng là người thích trà lão phu hệ đạo hữu tới đây rồi lại vừa đúng chỗ lão tổ nhẹ nhàng buông chén trà xuống ung dung nói các hạ mời hàng hộ tới đây không phải là chỉ để thưởng thức linh trà chứ. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, hàng lập không có ý vòng vo bình tĩnh nói. Lệnh hồi lão tổ đương nhiên sớm đã nhận ra hắn mà hắn cũng đã là ẩn ước đoán được mục đích ước hẹn của đối phương. Một khi hàng đạo hưởng đã gấp cách như thế, tài hạ cũng không vòng vo nữa. Không biết hàng đạo hưởng có nguyện ý quay trở lại hoàng phong cốc đảm nhiệm chức vụ trường lão hay không. Lệnh hồi lão tổ không ngờ ngại nói, vạn phước như đang đề cập đến một vấn đề không có gì to tát cả. Quay lại về Hoàng Phong Cốc, trên mặt của Hoàng Lập không có chút biểu tình gì, chỉ là cúi đầu nhìn chén trà trong tay không nói gì thêm. Sự tình năm đó vô luận là đúng hay sai, Lão Phu cũng không muốn nói nhiều nữa. Hà Đại Hữu cũng biết Lão Phu cũng không còn sống được bao lâu nữa. Nhiều lắm chỉ là khoảng là hơn 10 năm thôi thì Lão Phu cũng phải là tạo hóa. Chỉ cần các hạ chịu quay về, Hoàng Phong Cốc chính là của các hạ. Còn lẽ vì là chuyện nhỏ của năm đó mà các hạ ôm họ đến ngày hôm nay sao? Lệnh hồ lão tổ trong mắt chợt lóe tinh quang chậm rãi nói, nếu ngày xưa hàng mộ đã sớm không ghi trong lòng, Hà mô đấu ở vị trí đạo hữu nói không chừng cũng làm như thế, nhưng là hôm nay tại hạ đã gia nhập Lạc Vân Tông, thực không thể quay lại hoặc phong cốc nữa rồi. Lệnh hồ đạo hữu hay là tìm một vị đạo hữu khác đi. Hàng lập ngẩng đầu lên nhìn lệnh hồ lão tổ giải thích. Lão phu đương nhiên biết đạo hữu hôm nay vật ở Lạc Vân Tông, nhưng là Lạc Vân Tông này còn có hai vị trưởng lão nữa. Nếu đạo hữu ở đó chẳng phải sẽ bị hạn chế sao nào có được sự thống khoái khi một mình nắm quyền được. Lệnh hồ lão tổ kỳ lạnh một tiếng nói. Ta nghĩ đạo hữu đã nghĩ sai một việc, tại hạ thực lòng không phải vì quyền thế mới gia nhập vào tông môn nào đó. Hàng mộ chính là muốn tìm chỗ thích hợp để tu luyện mà thôi, việc đắm giữ quyền lực hàng mộ đích thực không có hứng thú. Hàng lập nhất miệng nói, thần sắc có chút chăm chọc. Lệnh hội là tổ nghe được đến đó nhớ mài lại, như sau đó liền hồi phục lại như thường. Hàng đạo hữu nói vậy, còn có điểm không rõ, nắm giữ quyền lực đích thực có rồi giúp lớn lao đối với việc tu luyện. Chẳng những kỳ trân linh dược tài liệu không còn đạo hữu tự đi tìm mà địa vị tại tu tiên giới cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Hủ hộ cho dù đạo hữu thực sự đối với quyền lực một chút cũng không có điểm hứng thú, nhưng đạo hữu chắc sẽ không quên một chút điểm nhân tình ngày xưa của sư môn chứ. Phải biết rằng tại Hoàng Phong Cốc còn có đông đảo đồng môn trước kia của đạo hữu. Nếu không có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tỏa trấn, bổn cốc rất có thể là chỉ trong một đêm bị các tông phái khác liên thủ tiêu diệt. Kết quả bọn họ bị tự đạo hữu cũng biết. Lệnh hồ lão tố bắt đầu sử dụng tình cảnh bên lôi kéo làm trưởng lão là ở lạc văn tông những thứ như linh dược tài liệu của không thiếu về phần địa vị tại tu tiên giới thì chẳng qua đó cũng chỉ là hư danh mà thôi tại hạ không chút để tâm còn sự hương diệt của tông phái nguyên cũng là chuyện rất bình thường cho dù môn phái truyền thừa lâu cũng không phải là dễ dàng tuyệt diệt về phần các đồng môn ngày xưa mỗi người đều có cơ tạo hóa riêng của mình tại hạ lại càng không quan tâm hàng là ảnh Lạnh nhạt cười, trong lòng không có một chút lung lay. Lệnh hồ lão tổ nghe xong lời nói của Hàng Lập liền nhớ mày lại, nhất thời không nói gì, chỉ chậm rãi cầm chén ra lên uống. Hai đạo hữu nói những lời này, lão phu như thế nào lại không biết. Nhưng lão phu cùng đạo hữu không giống nhau, lão phu ở tại Hòa Phong gốc đã hơn ngàn năm. Tình cảnh đối với nơi đây, người ngoài không thể tránh bằng, tự nhiên không hề hy vọng lão phu. Xem ra đạo hữu đối với danh lợi thực sự không động tâm. Bất quả nếu đạo hữu đồng ý đáp ứng kế thừa chức vị trưởng lão của Hoàng Phong Cốc, lão phu nguyện ý sau khi tạo hóa sẽ đem một ít gia sản tặng cho đào hữu. Bên trong có không ít trọng bảo lão phu cất giấu nhiều năm. Đối với loại tu rì sau này, của đạo hữu sẽ có hữu dụng rất lớn. Ngoài ý muốn hàng lập, lệnh hồi lão tổ lại đột nhiên nói. Lưu lại gia sản của đạo hữu cho ta, nếu ta nhớ không lầm, không phải đạo hữu đã có một nhân đệ tử sao? Hàng lập nghe vậy, trong lòng đầu tiên là giật mình, theo tiềm thức nhớ nhớ mắt, nhưng mà sau đó bình tĩnh hỏi. Đệ tử có tư vi cao nhất của ta bớt quá mới chỉ là cách đang trung kỳ, nếu lưu lại cho bọn họ khác nào là chưa tay họa dẫn tới, cho dù là đạo hữu không xuất hiện, ta cũng sẽ đem đại bộ phần bảo vật xử lý theo cách khác. Không để lại hoàng phong cốc, định hồ lạc tổ cười lạnh một tiếng nói. Hàng lập sơ sơ cầm trầm ngâm. Nếu nói rằng hắn không động tâm bởi những lời nói vừa rồi của lệnh hồ đạo tổ thì đó chỉ là giả dối, nhưng hắn cũng biết rõ một khi tiếp nhận chức vị trưởng lão hoàng phong cốc, sợ rằng sẽ đối mặt với những vấn đề khó khăn của lục phái và cửu quốc minh. Việc này trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể giải quyết, huống hồ làm trưởng lão duy nhất của hoàng phong cốc. Hắn hiện nhiên sẽ nắm quyền to trong tay, nhưng tất nhiên sẽ không tiêu chiêu tự tại giống như Lạc Vân Tông. Càng quan trọng hơn là còn liên quan thêm một ít vấn đề khó đối mặt liên quan đến Nam Quân Uyển cùng Uyển Nguyệt Tông. Đa tài ý tốt của đạo hữu, Hoàng một thấy tốt hơn là không nên đề cập đến việc gia nhập Hoàng Phong Cốc nữa. Sau khi suy nghĩ kỹ trong chốc lát, Hàng Lập liên tục uh, lắc bắt đầu cử tuyệt. Lệnh hồ lão tổ nghe vậy cũng không có tức giận, chỉ là trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Điều kiện như thế nào mà đạo hữu cũng không đáp ứng, xem ra hàng đạo hữu thực tình là muốn nhúng tay vào vũng nước đục của sáu phái chúng ta. Nếu đã vậy thì đạo vua sẽ đem điều kiện này cải biến đi một chút. Lệnh hồ đạo tổ sau khi tỏ dài liền nói cải biến như thế nào, thần sắc của hàng lập khẽ động tò mò hỏi như vậy đi đào hữu không cần phải làm trường lão là hoàng phong cốc chúng ta nhưng mà ta sẽ đưa cho đào hữu ba kiện trưởng bảo để một đội lấy ba lần hiệp trợ hoàng phong cốc của đào hữu khi sinh thời đào hữu nghĩ như thế nào đương nhiên loại viện thủ này sẽ nằm trong phạm vi của khả năng của đào hữu lệnh hồ lão tổ cười khổ nói trong phạm vi năng lực xuất thủ tương trợ ba lần điều kiện này cũng không tính là quá phận, tất thể đáp ứng đối với yêu cầu này của lệnh hồ lão tổ hàng lập ngẫm sâu qua rồi rất nhanh gật đầu đáp ứng mà cô lệnh hồ lão tổ liền lộ ra vẻ mỉm cười theo sau liền lấy ra bên hông ra ba kiện đồ vật đặt lên trên bàn dường như là đã sớm chuẩn bị kỹ càng hàng lập không nói thêm cái gì ánh mắt rơi vào trên ba dàn đồ vật đánh giá một chút một cái tiểu thượng vắt ra ánh sáng màu lam một cái bình ngọc màu đỏ và một cái ngọc bội màu đen hàng lập không khách khí cầm lấy tiểu thượng trước mặt tiểu thượng vừa vào trong tay hàng lập liền cảm thấy như được sự mềm mại nhẹ nhàng giống như là không có vật gì tồn tại vậy điều này làm cho hàng lập cả kinh liền cẩn thận xem xét về kiến thức hôm nay của mình mà hắn cũng không biết là dùng loại tài liệu đã chế thành. Đây là kiện của bảo ta tìm được từ lâu, thời gian theo ta không ngắn ta gọi là Lam Quang Thuẫn. Thần thông của bảo vật này không nhỏ hơn nữa khi đối mặt với công kích thuộc tính họa lại càng vô cùng thần diệu. Sau này đạo hữu thử một lần thì sẽ biết ta nói không sai. Lệnh hộ lão tổ nhìn tiểu thưởng trong tay Hàng Lập ẩn lộ ra một tia không cam lòng nói. Tay của Hàng Lập vuốt ve tiểu thưởng một chút, đem vật ấy để lại trên bàn nhưng mà trong lòng cũng biết bảo vật này đứt xác không tầm thường. Đối phương hẳn là không có nói sai, Tiếp theo hắn cầm lấy cái bình ngọc màu đỏ. Thứ trong bình là ta năm đó một mình tiến vào sâu trong mộ lăng thảo nguyên, chia sắc một con thất cấp yêu thú thiết sĩ điêu. Lấy được nội đan của yêu thú, đây chính là tài liệu cực kỳ trân quý, bất luận là luyện đan hay là sử dụng theo cách khác. Tác dụng cũng đều không nhỏ, lệnh hồ lão tôi thấy vậy lại giới thiệu. Thất cấp yêu đan, hàng lập nghe vậy ánh mắt công lộ chút gì nhưng mà trong lòng lại thở dài một hơi. Mặc dù thất cấp yêu đan tại thiên nam xem như là vô cùng quý hiếm nhưng đối với hắn thực sự chỉ là thứ vô tác dụng. Vì vậy, hắn thoáng cười mở bình ra, hướng vào bên trong liếc mắt một cái, sau đó liền đem nó đặt ở trên bàn. Ánh mắt rơi vào kiện đồ vật cuối cùng. Nhưng lần này, lệnh hồ lão tổ lại cười quý dị, cũng không có chủ động mở miệng giới thiệu cái gì. Mà ánh mắt của Hàng Lập lại chớp đồng nhìn cái ngọc bội này, không nói một lời. Đây chẳng lẽ là ngọc phù được chế luyện bởi là thượng cổ tu sĩ. Hàng Lập nhìn trong chốc lát, rốt cuộc mở miệng nói như không quá tin tưởng. Lệnh hồ lão tổ nghe vậy lời này của Hàng Lập thì trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, hàng đạo hữu trước kia đã gặp qua sao? đã từng nhìn thấy lời của Ngọc Phu này theo lão Phu biết loại phù thời kỳ thượng cổ đặc biệt này đã sớm thất truyền từ lâu tại thiên nam rồi tu sĩ bản địa càng không có mấy người biết lão chả tò mò hỏi chỉ là ngẫu nhiên quen biết một vị đào hữu biết thứ này nên là tại hạ có nghe qua một ít Hàng Lập mỉm cười hồi hợp nói, Ngọc Phù này là lão phu trong một lần mạo hiểm cử tử nhất sinh mới lấy được. Vật này tuyệt đối không đơn giản, mặc dù tới đến nay cũng không nắm giữ được phương pháp sử dụng chính xác. Chỉ có thể phát động một chút y năng của Ngọc Phù, như cho dù là như thế thì thần thông của nó cũng đủ dọa người. Ta từng mấy lần dùng vật ấy để đánh bại cường địch, có lẽ là một tinh thần được tỉ mỉ luyện chế bởi một vị cổ tu sĩ tinh thông đạo phù. Ngọc Phù nọ phù một tiếng bị lão giả thu vào trong tay, sau đó vài câu chú ngữ trầm thấp từ trong miệng phát ra. Tiếp theo dương bàn tay lên, ngọc phù hóa thành một đoàn hắc quan sau đó âm phong băng hàng thấu xương thổi qua. Một cây hắc hồng đầy thù, yêu dị bỗng nhiên chỉ động trên đầu của lệnh hồ lão tổ. Tư này tỏa ra ánh sáng đỏ đậm, năm ngón tay mở ra, hắc sắc âm hỏa chớp động một cổ khí âm u theo bàn tay xuất hiện tràn ngập cả tử quán mặt cổ hằng lập cả kinh trong lầu rùng mình đây là ta sau khi tìm được ngọc phù nghiên cứu hơn mấy trăm năm mà chỉ có thể sử dụng mỗi một cái thần thông duy nhất này dùng nó huyện hóa thành quỷ thủ Trừ khi gặp bảo vật chí cương chí dương, cơ hội không vật gì không bắt được, mà chỉ cần nó bắt lấy, Của bảo mà hơi yếu một chút, thần thông liền lập tức mất hết, ngoan ngoại chịu trói. Nếu bắt được định cấp bảo vật thì linh tính của bảo vật đó cũng sẽ mất đi nhiều. Uy lực giảm bớt, linh hồ lão tổ vừa nói, tầng niệm một bên vừa động, hát sắc quỷ thủ đột nhiên bành trướng lên, hướng bằng gỗ phụ cận lao tới. Hát sắc âm hỏa vô thanh vô tức đảo qua, bằng gỗ vừa tiếp xúc trong nháy mắt liền biến mất tự như chưa từng có. Nhờ thấy cảnh này, Hàng Lập liền hít một hơi khí lạnh. Thứ này thoạt nhìn có chút giống với thần thông huyền diệu, phân thần hóa hình công của ma đạo, nhưng độc thủ lại xuất ra từ trên ngọc phù, tự nhiên sẽ không lo lắng vì sau này phân thần sẽ bị tổn thương. Ngoài ra, xem bộ chán âm hỏa quỷ dị nọ, hẳn là có nhiều chỗ thần diệu khác. Ngọc phù này khẳng định là có chỗ dân thần diệu khác. Đáng tiếc thời gian của ta không còn nhiều lắm, không có cơ hội tìm hiểu bí mật này. Đà hữu tuổi còn trẻ sẽ có hy vọng lớn hơn ta, bất quá uy lực trong này có thể là dùng hơn phân nữa. Hàng đà hữu sau này phải cẩn thận sử dụng, lên hồi lão tổ vừa nói hướng độc thủ nó chỉ điểm đại thủ một lần nữa hóa thành một đạo hắc quan bay về trên mặt bàn hiện ra nguyên hình của ngọc phù hàng lập trên mặt mỉm cười hắn cảm thấy rất hứng thú đối với kiện ngọc phù cuối cùng kia cho dù ngọc phù này không lợi hại như lệnh hồi lão tổ nói thì hắn cũng có thể từ nó tìm hiểu đạo phù tâm đắc của cổ tu sĩ khẳng định sẽ có trợ giúp không nhỏ đối với hắn sau này. Vì vậy, khi Hàng Lập nghe lệnh hồ lão tổ giới thiệu xong hết, tay áo lúc này liền hướng mặt bàn phất một cái, ba dạng đồ vật nhất thời biến mất không thấy. Nhưng trên bàn đã xuất hiện ba cái trận bàn màu trắng trong suốt. Ba trận bàn này đều là pháp khí mà đích thân ta luyện chế ra, người khác không thể bắt trước. Sau khi đạo hữu tàu hóa, nếu mà Hoàng Phong Cốc thật sự gặp phải phiền toái gì thì ta có thể giải quyết, ta không muốn chối từ. Hàng Lập ngẩng đầu nhìn lên hồ lão tổ bình tĩnh nói, tốt, có những lời này cũng Hàng Đạo Hữu là được rồi cùng xem như tôi đã cố gắng hết sức cho sự tình sau này của hoàng phong cốc lệnh hồ lão tổ cười cười thản nhiên nói Bất quá nếu chính sự đã bàn xong hàng lập cũng không có ý tứ ở lại lúc này liền đứng về cáo từ lệnh hồ lão tổ cũng không có giữ lại khách ký vài câu đưa mắt nhìn hàng lập không chút vội vàng đi xuống cầu thang sau đó ý cười trên mặt lão quá liệt thu lại im lặng nhìn chằm chằm ấm trà trên bàn từ hồ như đang lâm vào trầm tư mà sau khi hàng lập rời khỏi trà lâu thì hắn cũng không có lập tức trở về chỗ ở mà ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút liền tùy tiện tìm hồ cấp yên tĩnh lấy ra ngọc giản và bạch bào trưởng lão thì cực mô cho hắn sau khi dùng thân thức cẩn thận quét qua một lần sắc mặt liền lộ ra một tia do dự hàng lập nhìn ngọc giả ở trong tay nét mặt đâm chưa suy nghĩ một chút sau đó thanh quan chợt lóe ngọc giản liền biến mất rồi là hắn nhanh chóng bước đi tới một nơi nào đó Liên tục xuyên qua hơn phân nửa điện thiên thành, hàng lập đi đến một góc hẻo lánh, dừng bước lại một cửa hàng tạp hóa toàn nhìn rất bình thường. Tại trên cửa áo có treo một cái bảng hiệu bằng gỗ đen, bên trên viết hàng chữ Ngọc Hỏa Hiên, tự như là rồng bay phượng múa, hàng lập dò xét vài lần rồi chậm rãi đi vào. Bên trong công lớn chỉ có một gian phòng rộng khoảng là 7 trường, đại đa số là bán phù lục, nguyên liệu, đồ vật bình thường. Kế bên là có một cánh cửa nối thẳng ra phía sau. Trước cửa có một trung niên nhân áo bà màu xám tro ngồi phía sau quầy đang nhìn một cuốn sổ nhỏ như là một cuốn sổ kế toán. Thần thức của hàng lập đã qua đối phương liền nhìn ra tu vi người này cực thấp chỉ có luyện khí kỳ họ thôi. Hơn nữa tướng mạo tầm thường thuộc dạng thường nhưng mà không ai chú ý tới. Trưởng quầy vừa thấy hàng lập liền vào lập tức tươi cười đứng dậy với bà nghe đón. Tiền bối Nguyên muốn tìm cái gì, loại hàng hóa vì bốn điểm cũng có. Tuyệt đối có thể thỏa mãn ý muốn của tiền bối vì trung niên nhân này nói ra lời mà tất cả các trưởng quầy đều nói. Hàng lập mỉm cười, bàn tay lật lại một khối ngọc giản màu xanh biết xuất hiện. Trực tiếp nhét vào trong tay của trung niên nhân, trường quỷ thấy ngọc giản trong tay, thần sắc liền biến đổi, vội vàng đem ngọc giản thu lại, cung kính nói. Xin hỏi tôn tính của tiền bối. Hàng, Hàng Lập đang trả lời, thì ra là hàng tiền bối, tổ sư đã sớm nói qua hàng tiền bối sẽ tới vậy là không nghĩ là nhanh như vậy, xin mời hai tiền mới theo tại hạ. Trung niên như cung kính nói, sau đó nghiêng người, mời Hàng Lập tiến vào cánh cửa bên cạnh. Hàng Lập ung dung tiến vào. Có chút ngoài dữ liệu của hắn, địa phương bên trong giống như kho hàng, toàn bộ đều là các tủ gỗ đủ loại kiểu dáng. Đem vách tường che chắn nghiêm mật. Tu sĩ Trung Niên tiến tới trước vài bước, đi tới một cái tủ, đưa tay nhẹ nhàng ngắn vào một góc, nhất thời hai cái tủ gỗ phân ra. Xoanh ra là một vách tường rộng lớn, bởi vì sợ bày cấm chế bị một ít khách đi vào cảm ứng được cho nên là cơ quan bên ngoài đều là dùng phương pháp của thế tục cả. Chủ quỹ một bên vừa đi tới trước, một bên vừa mở miệng giải thích. Hàng lập nghe vậy thần sắc vẫn bình thường, cũng không cảm thấy cái gì khác thường. Trung niên nhân dùng chân dẫn lên một tảng đá ở vết tường, âm thanh két két vang lên, sau đó lộ ra một cái thông đạo âm u. Bên trong vào bối không có tư cách tiến vào. Tiền bối hãy tự mình đi xuống, dẫn quay lùi lại một bên, cười bồi nói. Hàng lập nhớ mày thần thức đã qua bên trong, linh khí trong thông đạo như có như không. Phi thường yếu ớt, sau khi hướng chỗ sau bên trong giờ xét một lần nữa lại bị một tầng cấm chế ngăn lại. Bất quả lấy tàu nghề trận pháp của Hàng Lập, liếc mắt một cái liền phán đoán được đây chỉ là một cái bình chướng che chắn linh giác đơn giản. Mặc dù có thể mạnh mẽ đột phá, nhưng mà người ở bên trong khẳng định cũng sẽ nhận thấy được. Hàng Lập có chút chần chờ. Mặc dù hắn tư tưởng lão giả thiên cực môn nọ sẽ không ngu đến mức không để cho Điền Thiên Thành và mắt mà động tay động chân, nhưng hắn cũng không nghĩ vì một người chưa biết là địch hay bạn lại tiến vào một nơi phong bế không biết nông sâu. Ngay lúc Hàng Lập đang do dự, người bên trong như đoán được nghi ngờ của Hàng Lập trong giây lát liền đem bình chướng ngăn cản thần thức kia triệt hồi đi. Hàng Lập trong lòng khẽ động, biết đối phương vì muốn lấy tính nhiệm của hắn nên mới làm như thế. Lúc này hắn cũng không khách khí nữa mà lập tức dùng thần thức đem tình hình phía dưới dò xét rõ ràng một lần. Kết quả đã khiến hắn kinh ngạc. Nguyên lai là hắn thật là có chút ý tứ. Mẹ của Hàng Lập thì thào nói hai câu, không tiếp tục chần chờ nữa liền đi vào bên trong thông đạo. Chưởng quầy vừa thấy thân hình hàng lập biến mất trong thông đạo, lúc này mới đem cửa vào khép lại, dịch chuyển tủ gỗ về vị trí cũ, sau đó mới làm như không có chuyện gì trở lại quầy. Thông đạo rất dài, thông xuống đất hơn 10 trường, hiện nhiên là vì muốn bảo trì tính chất biến mất nên mới cố ý làm như thế. Hàng lập kỷ đi một lúc, liền nhìn thấy một điểm sáng chấp động phía trước, biết đến nơi, liền bước nhanh vài bước đi vào bên trong một cái phòng đá. Phòng rất lớn nhưng lại trống rộng, ngoại trường mấy cái bồ đoàn cũng không có vật gì khác, mà đối diện với cửa vào có hai người đang quanh chân ngồi trên bồ đoàn mỉm cười nhìn Hàng Lập. Hàng Lập cũng không nói gì, tiến tới ngồi xuống một cái bồ đoàn ở góc. Thật không nghĩ tới, người tìm tên lại là Đạo Hữu có thể ở chỗ này thấy các hạ, quả thật là ngoài ý liệu của tại hạ. Hà. Hàng Lập hướng một người trong đó khẽ cười nói. Là một người đội một cái mũ cao mặc áo màu lam thấy Hàng Lập nói như thế, không phải cười rộ lên. Đến xác chính là bộn hầu cũng đã nghị sẽ có tránh khỏi tay kiếp. Sau khi ta và người chia tay, vốn tưởng rằng đã chạy thoát, ai ngờ lại bị đối phương thi triển bí thuật, truy tung đến người, bị bọn họ đuổi kịp tại biên giới thả nguyên hộ lan. Nhưng trời không tuyệt đường sau khi lại bỏ lại một đội pháp sĩ cao cấp đang tìm kiếm chúng ta. Kết quả thừa dịp hỗn loạn, cuối cùng may mắn trốn trở về đối với mấy người ra tay với ta. Hiện như sau này sẽ từ từ tính sổ. Nói tới cuốn sau thành âm của vị tu sĩ Nguyễn Anh Trung Kỳ kia là vẻ âm độc. Người này đúng là nam lũng hầu mà ngày đó bị đám tu sĩ tìm kiếm bảo Phật đuổi chiếc, sắc mặt hắn hôm nay dám trắng, ký tức hư nhược. Hắn là tổn hào nguy khí không ít. Người bên cạnh hiển như chính là vị lão già áo trắng thì cực môn đã ước hẹn với hắn. Dưới tình huống này, Nam Lũng đào Hữu vẫn có thể thoát thân tại hạ cực kỳ bội phục. Bất quá Nam Lũng đào Hữu sao không về đồng phụ dưỡng thương mà lại vội vã tìm ta thậm chí còn phiền vị đại hữu này phải đệ tử làm phiền thị thiếp của Tài hạ điều này hàng mộ có chút có hiểu với vẻ tươi cười trên mặt hàng lập thu lại trong giọng nói mơ hồ lộ ra bớt ý bất mãn <laughs> hàng đạo hữu đã hiểu lầm rồi bất đắc dĩ bọn họ mới làm như thế đại hữu có biết hay không tình huống của ngươi bây giờ cùng ta cũng không sẽ biệt lắm mấy người kia nhất định cũng sẽ đối giết ngươi Tài hạ sợ đại hữu không biết sự hung hiểm trong đó cần phải ám toán cho nên mới ra hạ sách này mà vị này chính là bạn bè sinh tử chi gia của tại hạ đào hữu tuyền kỳ tử thuộc thiên cực môn vốn lần trước tìm kiếm bảo vật bạn hầu cũng muốn làm hồi hắn cùng đi đáng tiếc vị trí hữu này là có việc trong tông không thể phân thân được nam lũng hầu trước tiên giải thích vài câu tiếp theo ngón tay chị lão giả bên cạnh giới thiệu thái độ của nam lũng hầu lúc này đối với hàng lập không giống như lần đầu gặp mặt trong giọng nói đà lộ ra sự khách khí dị thương điều này là cho hàng lập có thể nhất cử chỉ sát một cả tu sĩ nguyên anh nên đối với hàng lập có vài cần kiên kỵ Lúc này lão già áo trắng mỉm cười hướng hàng lập chắp tay có vẻ nhận lỗi nói. Cách làm của tài hạ có chút đắc tội, mong rằng hàng đạo hữu không lấy làm phiền. Không sao cả, nếu sự tình đã có nguyên nhân, tại hạ cũng không truy cứu. Bất quá chuyện Nam Huê lũng hầu huynh mới vừa rồi nói là có liên quan đến việc ta lấy đi hộp ngọc nọ sao? Hà làm sau khi quát tay đột nhiên hỏi. Đạo hữu đoán không sai, theo ta được biết vì muốn mua chuột mấy người nọ cùng nhau tìm kiếm bảo vật. Huyện Linh Môn bỏ ra vốn rất lớn nên bắt buộc phải lấy được là lộ tuyến đồ cùng phương pháp ra vào truyện ma cốc của thư khung thượng nhân mà hàng đạo hữu lại có trong tay một vật phẩm cần có thể tiến vào truyền ma cốc chỉ đồng thời sử dụng cùng lộ tuyến đồ trong tay nam lũng huynh mới có thể tránh né tuyệt đại bộ phận nguy hiểm trong cốc lấy được bảo vật tuyền kỳ tự nghiệm sắc mặt ngương trọng nói vật cần có thể tiến vào truyền ma cốc đạo hữu muốn nói chính là chiếc nhẫn màu đen kia sao hàng lập nghe vậy giật mình một chút nhưng lập tức nhớ tới cái gì đó liền chậm rãi nói lựa nghi hoàng quả nhiên là trong tay của Hàng huynh việc này thật sự rất tốt tinh thần của nam lũng hầu rung lên sắc mặt trở nên kích động Lữ nghi hoàng, Hàng Lập nhíu mày cảm giác như là được nghe nói qua ở một nơi nào đó. Thở suy nghĩ một chút, hắn đột như cả kinh, về chầm chầm Nam Lục Hậu có chút kinh nghi hỏi. Chính là thứ năm xưa, Huyền Hoàng Đạo Nhân dùng thiên hoài vận thiết luyện chế thành. Nghe nói bảo vật lúc này bình thường không có chút thần thông nào, nhưng là khi động tới bắt cực nguy quan thì là có thể thao túng nguyên quan, giết người vô hình, xem như là một món pháp bảo gân gà của tu tiên giới có phải không? Hàng đại hữu quả nhiên có kiến thức rộng lớn, không sai chính là vật ấy. Lượng nghi hoàng này chia làm âm dương nhị hoàng, có âm hòa trong người cũng là không sợ nguyên quan làm tổn thương thân thể còn dương hoàng mới có khả năng thao túng nguyên quan tấn công địch mà trong tay đã hưởng hẳn là âm hoàng năm đó bởi vì là thưa quân thường nhân mượn được âm hoàng mới có thể may mắn xuyên qua địa phương có nguyên quan trong cốc toàn thân trở ra mà theo ta được biết mặc dù cũng có các bảo vật và phương pháp khác để tránh được bắt cược nguyên quan nhưng phải cần một số lượng lớn tu sĩ bày đại trận phòng hộ hoặc là những bảo vật kia đều đã vô tung vô tích không có cách nào tìm được nữa nam lũng hầu bình tĩnh giải thích cho hàng lập Ý của đạo hữu là Hằng Lập nhìn hai người hỏi trong lòng lại thầm đánh giá lợi hại trong đó. Rất đơn giản, ta và tuyền kỳ tự đạo hữu muốn cùng với hàng đạo hữu liên thủ, ba người chúng ta sẽ đi vào truyện báo cốc để bảo vật. Để khi tìm được bảo vật, thực lực chúng ta tự nhiên sẽ tăng mạnh, không cần sợ ai nữa. Ánh mắt của Nam Lũng Hậu chấp động nói, thần sắc bình thường bình tĩnh. Hằng Lập nghe vậy không có lập tức trả lời, hai mắt nhíu lại nhìn hai người đối diện chầm chầm không nói gì sau khi nghe được chiếc nhẫn màu đen chính là lưỡng nghi hoàng được đồn đại hắn liền lập tức nhớ tới một chiếc nhẫn khác lấy được từ trong tay của sư tỷ của nam cung huyệt nếu hắn đoán không sai thì vật nọ hẳn là dương hoàng thật không nghĩ tới mình vừa mới lấy được hai chiếc nhẫn kia liền lập tức biết được công dụng của nó Hắn lập âm thầm kỳ khổ cảm thấy là sự quá trùng hợp Nghe ý tứ của Nam Lũng Đạo Hữu hẳn là tìm ra được phương pháp tiến vào truyện Ma Cốc, không biết nó có lường nghi hoàng tương trợ, Đạo Hữu Đại Khái có thể nắm chắc coi như phần tìm được bảo vật mà vẫn có thể toàn thân trở ra. Truyện Ma Cốc được xưng là thiên nam đệ nhất kiểm địa, chuyện như vậy không thể nói giỡn, hàng một cuộc không nghĩ là vì muốn lấy bảo vật mà nhận lấy kết cục tử vong. Hàng lập thở dài một tiếng do dự nói, nghe Hàng lập nói thế, Nam Lũng Hậu cùng tuyên kia tự liếc mắt nhìn nhau một cái. Lát sau, sau đó Nam Lũng Hồng mới trầm giọng nói, nếu hàng đại hữu đã hỏi như thế, tại hạ cụ không muốn giấu chiếm. Theo với lưu nguồn của thư không thượng nhân thì trị ma cốc đích sắt rất nguy hiểm. Một khi không cẩn thận sẽ bị hút vào trong một khe nước không gian biến hóa vô thường. Ngoài ra còn có rất nhiều khu vực lưu lại từ cổ cấm chế cũng rất khó lòng phòng bị. Thành thật mà nói, mang đại hữu vào thì không thành vấn đề. Tối thiểu có 89 phần nắm chắc thành công, nhưng nếu là tầm bảo thì thật là khó nói, bởi vì địa phương càng nguy hiểm thì xác suất có thể có bảo vật càng lớn. Còn ở bên trong gặp phải cái gì đừng nói là bạn hầu, dù cho là thư khôn thượng nhân đi nữa của không thể nói rõ. Bởi vì tu vi thư không thượng nhân bị tổn hao nhiều nên năm đó cũng chưa từng xâm nhập vào trung tâm của truyện ma cốc, chỉ là ở bên ngoài tìm bảo vật mà thôi. Tuy nhiên điều này cũng cho thấy bảo vật chân chính trong cốc ở thời kỳ thượng cổ đã cho đến bây giờ cũng không ai lấy được. Nếu mạo hiểm một chút khẳng định có thể thu hoạch rất lớn. Càng nói giọng của Nam Động Hồ còn gợi nên sự hấp dẫn. Đương nhiên nếu đạo hữu thật không muốn mạo hiểm cũng có thể đem lượng nghi hoàng bán lại cho hai người chúng ta. Thứ khác không có nhưng một ít linh thạch chắc là hai người chúng ta có thể xuất ra được. Nhưng lão phu cũng nói thật rằng tu sĩ thượng cổ có rất nhiều đăng dược. Hiệu luật thần kỳ đó khó tin nếu tìm được đột phá nguyên anh hậu kỳ cũng là một chuyện ở trong tầm tay. Thậm chí nói không chừng còn có thể tìm được bí mật liên quan đến chuyện tu sĩ hóa thần kỳ biến mất. Dù sao tu sĩ sau khi tiến vào hóa thần kỳ thực sự đã là phi thăng vào linh giới như trong truyền thuyết hay là xảy ra biến cố khác vẫn chưa ai biết. Không lẽ đạo hữu không muốn tìm hiểu đến cùng. Truyền kia tự ở một bên, lúc này mới đột nhiên mở miệng nói. Tinh quan trong mắt của Hàng Lập chấp động không thôi, sau khi trầm ngâm trong chốc lát nói ra vài câu nằm ngoài dự kiến của hai người. Nếu Hàng Hổ đoán không sai, hay vị từ hồ rất muốn tại hạ gia nhập hành trình tiến vào truyện Ma Cốc, còn biết có thể cho biết nguyên do không? Dù sao tu sĩ Nguyễn Anh Kỳ cũng có không ít, cần gì nhất định phải là tại hạ. Lời kia vừa thốt ra, thần sắc của Nam Lũng Hầu cùng với truyền kỳ tự liệt hưởng lại tiếp theo lộ ra một tia xấu hổ. Nam Lục Hồng nhếch miệng sau khi cười khổ liền lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Kỳ thật nói đạo hữu không hỏi tại hạ cũng không nhắc tới việc này. Trong truyện ba cốc nọ ngoại trường nguy hiểm đến từ cấm chế khe nước không gian. Bên trong còn có vài con mang hoa cổ thú vẫn còn tồn tại cho đến nay. Một trong số đó chính là hỏa thiềm cổ thú đáng lẽ sớm đã diệt chủng. Mặc dù linh trí của con hỏa thiền này vẫn chưa khai mở nhưng đã sống còn biết bao nhiêu vạn năm, một thơ thiên lâu yêu hỏa cực kỳ lợi hại. Theo chuyên ngôn thuật lại của thư khôn thượng nhân, yêu hỏa của nó so với anh hỏa của tu sĩ Nguyên Anh chúng ta thì lợi hại hơn nhiều, mà ngày đó thấy đạo hữu thi triển ra lam sắc hàng diễm có thể là trong nháy mắt ngưng kết pháp thể tu sĩ của anh kỳ. Công pháp băng thuộc tính bình thường so với công pháp của đạo hữu thực không thể sánh bằng, hẳn là có thể khắc chế con hỏa thiềm này. Lời này của đạo hữu đã có ý gì? Chẳng lẽ con hỏa thiềm kia chắn trên đường cơ vào cốc? Hàng lão sau khi sửng sốt, mặt liền lộ ra vẻ cổ quái hỏi. Cái này không phải là cổ thú nào có liên quan tới một khối di hại của cổ tu sĩ, vị trí khối của hài này cực kỳ an toàn. Xung quanh không có thượng cổ cấm chế, cũng không có xuất hiện các khe nước không gian nào. Nhưng cái hang của con hỏa thiềm nọ lại nằm gần ngay đó. Năm đó, thư khôn thường nhân cũng định tiến lại gần, nhưng mà khi do thủ sơ qua với hỏa thiềm họ, vì biết không địch lại nên vội vàng thối lui, nhưng vì bị chính hỏa độc, thiếu chút nữa không thể sống sót ra khỏi truyện ma cốc truyện ký tự cũng là khôi phục thần sắc bình thường nói ta hiểu rồi hai vị đạo hữu là muốn ta đối phó với con hỏa thiềm này rồi như cơ hội lấy bảo vật hàng lập cười khổ vài tiếng rồi lẩm bẩm nói đối phó với hỏa thiềm thú chung quy đối mặt với thượng cổ cấm chế của khe nước không gian tốt hơn nhiều chỉ cần có phương pháp thích đáng hơn nữa có công pháp băng thuộc tính của đạo hữu thì hoàn toàn không thành vấn đề huống hồ cũng không phải kêu đạo hữu diệt sát con thú này chỉ là muốn dẫn dụng nó rồi đi để có thể lấy bảo vật chỉ cần tìm được túi rửa vật của cổ tu sĩ bảo vật bên trong cũng đủ cho chúng ta phân chia nam lục hầu có chút hương phấn bổ sung chỉ theo hai vị nói chỉ cần sau khi vào cốc đối phó với hỏa tiềm nọ còn cần xông loạn vào khu vực khác hẳn là phần an toàn hẳn làm sau khi ngẫm lại không chút biểu tình hỏi nếu vật khí tố bảo vật trong di hại có lẽ cũng đủ hiện nhiên không cần mạo hiểm nữa nam lục hầu khẳng định cho dù như vậy hai người hoàn toàn có thể mượn thế lực của thiên cực mua làm việc này chung quy so với ba người chúng ta đơn đã độc đáo tiềm mạnh hơn nhiều Ta của không tin bên trong thiên cực môn không tìm được tu sĩ có công pháp băng thuộc tính, quẻ miệng của Hàng Lập nhếch lên như cười như không nói. <laughs> Xem ra đạo hữu không biết lợi hại của Bắc Cực Nguyên Quang, cho dù ba người chúng ta có được lượng nghi hoàng nhưng mà uy lực của nó nhiều lắm cũng chỉ có thể che chở ba người mà thôi, nếu thêm một người cũng không được. Về phần thiên cực môn, đạo hữu hẳn là càng rõ ràng. Sau khi trải qua chuyện đám người quỷ linh môn, bạn hầu sao còn có thể dễ dàng tin người, dù là hàng đạo hữu, nó không phải tại mộ lan thảo nguyên vẫn không đậu thủ đối với tại hạ. Lúc gần đi còn giúp tam một tay thì bạn học cũng không tìm đạo hữu để hợp tác đâu. Hai mắt của Nam Lũng Hậu vốn vô thần đột nhiên hiện lên là hàng quan có chút cứng rắn nói. Nói như vậy thì Nam Lũng Huynh dĩ nhiên tin tưởng tại Hạ, Hàng Mộ thật sự cảm thấy rất vinh hạnh, Hàng hạ Lập nghe lời này cũng không lộ ra khác thường, chỉ là mỉm cười nói. Hạ Đạo Hữu, hai người chúng ta chuyện gì cũng đã nói hết, Đạo Hữu có phải là nên kiên quyết hay không? Tuyền Kỳ tự nhẹ thở một hơi sau đó nhìn Hàn Lập chầm chằm không chớp mắt nói, hai vị đào hữu định ly lúc nào trị ma cốc lấy bảo vật, chẳng lẽ trong thời gian sắp tới đây? Hàn Lập không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi một câu, cái này không phải mặc dù khe nước công dân truyện ma cốc nọ phân nửa là xuất hiện ngẫu nhiên như cách mỗi năm 10 năm thì sẽ có là thời gian ổn định. Dài khoảng là một năm, mà lúc trước khi tiến vào mỗi lăng thảo huy ta đặt ý quan sát một lần, thời điểm ổn định kế tiếp tối thiểu còn có 3-4 năm nữa. Trước đó chúng ta cũng có đủ thời gian để chuẩn bị, Nam Lục Hầu không chần chờ nói, nếu có thời gian dài như thế, tại hạ cần phải cẩn thận suy tính một chút. Như vậy đi, cách thời gian truyện ma cốc ổn định trước một năm, tại hạ sẽ cho hai vị câu trả lời rõ ràng. Đến lúc đó, cho dù tại hạ không thể đi vào truyện ma cốc, tại hạ cũng sẽ không lưỡng nghi hoài cho hai vị mượn. Hàng lập sờ sờ cầm, trong lòng suốt cuộc đã có chủ ý nói. Nghe câu trả lời nước đôi như thế, hai người nam lục hầu hiển nhiên là không quá hòa lòng. Nhưng hàng lập cũng không thể tùy tiện đáp ứng đi tới địa phương hung hiểm như thế một cách chắc chắn được. Dù sao hắn khác với hai người, nhìn Nam Lũng Hầu cùng với Tuyền Kỳ Tử, Hàn Lập cũng thấy được là hai người bọn họ đã sắp tới gần Thọ Nguyên. Vì câu hỏi cuối cùng, bọn họ đương nhiên nguyện ý mạo hiểm một phen. Ngược lại, hắn vẫn còn trẻ, chuyện mạo hiểm này thật sự là có chút chu trừ. Tự nhiên, nếu có thể kéo dài thì nên kéo dài. Dù sao thế sự biến ảo rất nhanh, đợi sau khi quan sát tình huống một chút rồi quyết định của không muộn. Cụ may, Hàng Lập cuối cùng cũng đáp ứng, đến lúc đó nhất định đem lượng nghi hoàng giao cho hai người họ, nên là cụ không cưỡng bắt gì thêm. Lúc này, ba người trò chuyện một chút về chuyện tình trị ma cốt rồi Hàng Lập bị mở miệng cáo từ.